các bạn ơi, lá dong của mình đã rửa sạch nhá. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái phần dọc, các bạn dọc cho mình cái phần cái thân của cái lá này nhá. Đây các bạn dọc từ phía đây thế này. Đây chúng ta dọc từ đây. Để khi mình gói nó không bị gãy lá. Đấy, các bạn dọc thấy cái phần này. Đây, các bạn cắt như thế cho mình nhé. Các bạn cắt cẩn thận khéo là rách lá nhé. Phần này mình vứt đi. Đây, cho mình gọt như thế này và tương tự các cái lá còn lại mình gọt tương tự nhé. Đây các bạn đã, phần lá mình đã chuẩn bị xong nhé. Đây, mình cắt xong này. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị phần lạt. Các bạn ơi, đối với lạt buộc thì mình sẽ làm những cái hình giống như thế này nhé. Các bạn làm thế này thì bạn chọn chọn những cái lạt nó cứng một tí nhé. Còn những lạt mềm thì mình sẽ để mình gói nhé. Thế bạn chọn những cái lạt nào cứng, cứng hơn thì ta làm giống. Đây mình chọn, các bạn chọn cho mình bốn cái lạt này. Cái này làm rất là dễ các bạn nhé, các bạn chỉ cần đây, các bạn cầm cho mình bốn cái giống như thế này và đầu tiên các bạn cho hai giống trước. Đây các bạn cuốn như thế này. Đây lên rồi, để như thế này và các bạn so cái giống thứ ba vào đây để cho giữ cái giống này nhé. Đó. Đấy. Giống thứ ba là thế. Và giống thứ tư. Thứ tư các bạn cho mình thế này. Thì khi các bạn để cái giống thứ tư này nhá, thì các bạn sẽ kéo cái giống này ra và chúng ta bẻ cái giống này đi, bẻ cái giống này sang bên này. Đó. Chúng ta luồn luồn vào đây. Đây chúng ta luôn thế. Luôn để mà sao các bạn cái giống này nó giữ những cái lạt này nó giữ với nhau nhá. Rồi các bạn luôn tiếp cái giống này vào đây cho mình. Các bạn kéo. Luôn tương tự nhá. Đấy. Đây, thế này chắc các bạn này. Đấy.
các bạn luồn làm sao mà những cái phần này nó giữ chặt cái chỗ này để nó không bị rời ra các bạn nhé. Này đó, mình làm vừa làm xong cái giống này đó, nghĩa là các cái lạt nó đan xen vào nhau á, xong bằng cái nhé. Cái tiếp theo mình các bạn làm tương tự cho mình nhé. Rất là dễ các bạn nhé. Đây, mình làm rất là dễ. Đấy. Đấy, các bạn ăn nhìn rõ không?